Chào mừng các bạn đến với Chống Diễn Biến Hòa Bình. Các bạn thân mến, hiện nay bọn lật sử, bọn phản động rất là ngu si. Chúng đâu có hiểu rằng nhân dân ta dưới sự lãnh đạo vẻ vang của đảng là người trung thành nhất với những bậc anh hùng dân tộc. Đảng ta, nhân dân ta không bao giờ lầm lẫn xóa nhòa giữa công lao và tội ác, kẻ thù của tổ quốc đừng ảo tưởng. Chống Diễn Biến Hòa Bình giới thiệu đến các bạn bài viết của cựu chiến binh Chế Trung Hiếu. Bộ phim Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh biên niên sử truyền hình cần phải được đính chính và bổ khuyết nghiêm túc. Phần 8. Đảng ta, nhân dân ta không bao giờ lầm lẫn xóa nhòa giữa công lao và tội ác. Hiện nay, bọn phản bội lịch sử thật là ngu si. Hiện nay, có một số người lợi dụng sơ hở trong ngành tuyên giáo của đảng để tấn công vào lịch sử kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ nhằm âm mưu lật đổ Đảng Cộng sản Việt Nam bằng nhiều thủ đoạn. Nhưng rõ nhất là chúng thay đổi cách gọi chính quyền bù nhìn Sài Gòn như trước đây đồng bào chiến sĩ hai miền vẫn gọi. Trong bộ sử 15 tập đã xuất bản và bộ sử 30 tập sắp xuất bản, chúng công khai với xã hội là chúng không gọi bọn bù nhìn Sài Gòn là ngụy quyền và ngụy quân nữa. Đây là hành vi phản bội lịch sử mà chúng ta đang phân tích và lên án. Qua bộ phim Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh biên niên sử truyền hình, những người làm phim cũng đã cả gan phủ định cả lời Bác Hồ khi người nói về chính phủ bù nhìn Mỹ diệt. Tuy nhiên, đó là ý muốn hèn hạ của chúng, còn việc chúng có làm được không lại là việc khác. Chúng ta biết, khi Nguyễn Ánh nhờ việc cổng rắn cắn gà nhà nên đánh bại được nhà Tây Sơn, trải qua sự phục thù hèn hạ của Nguyễn Ánh, chúng tìm mọi cách tận diệt tất cả những ảnh hưởng từ văn hóa, lịch sử, cơ cấu thượng tầng mà nhà Tây Sơn đã xây dựng. Kể từ năm 1802 đến năm 1954, trải qua 13 đời vua bù nhìn cho Pháp, chúng luôn thù hận và xóa nhòa các di sản còn lại, dù là rất nhỏ của nhà Tây Sơn. Nguyễn Ánh và các đời vua sau đó đều hèn hạ, tưởng đã xóa được hình ảnh của Quang Trung Nguyễn Huệ, người anh hùng áo vải cờ đào, đã làm rạng rỡ non sông Việt Nam qua bao nhiêu trận diệt thù Mãn Thanh và quân Simla xâm lược. Nhưng chúng đã nhầm, từ sau khi miền Bắc được giải phóng rồi đến sau ngày 30 tháng 4, tất cả các con đường, tên phố mang tên vua chúa Bù Nhìn, bán nước đều bị xóa bỏ, thay vào đó là tên những anh hùng, danh nhân có công lao dựng nước và giữ nước hiển hách. Trong quyển lịch sử nước ta, Bác Hồ viết, Nguyễn Huệ là kẻ phi thường, mấy lần đánh đuổi giặc Sim giặc Tàu. Ông Đà chí cả mưu cao, dân ta lại biết cùng nhau một lòng. Cho nên Tàu dẫu làm hung, dân ta vẫn giữ non sông nước nhà. Về tên Gia Long, Bác Hồ phỉ nhổ viết, Gia Long lại dãy can qua, bị Tây Sơn đuổi chạy ra nước ngoài. Tự mình đã chẳng có tài, nhờ Tây qua cứu, tính bài giải vây. Nay ta mất nước thế này cũng vì vua Nguyễn rước Tây vào nhà, khác chi cổng rắn cắn gà, rước voi giày mã, thật là ngu si. Bọn phản bội lịch sử nhất định thất bại dù chúng chui sâu leo cao tới đâu. Hiện nay, bọn lịch sử, bọn phản động rất là ngu si. Chúng đâu có biết rằng nhân dân ta dưới sự lãnh đạo vẻ vang của đảng là người trung thành nhất với những bậc anh hùng dân tộc. Đảng ta, nhân dân ta không bao giờ lầm lẫn xóa nhòa giữa công lao và tội ác. Kẻ thù của tổ quốc đừng ảo tưởng. Vì vậy, bọn âm mưu phản bội lịch sử qua các bộ sử và các bộ phim dài tập chỉ là uổng công và chỉ chuốc lấy thêm tội ác với dân tộc mà thôi.